ngày thứ hai đến cửa hàng hỏi mua iPhone của tôi sau khi hôm trước hết hàng. Thấy hàng chỉ còn một người, tôi liền đứng ngay vào. À, chỗ này chỉ là dành cho người đặt trước. Giờ đến lấy thôi. Nếu bạn bây giờ mới đến thì ra kia mà xếp hàng. Đây đúng là chỗ dành cho người chưa đặt trước, nhưng bạn đang ở giữa hàng đấy. Đuôi hàng ở đằng kia cơ mà. Nhìn ra đuôi thì cũng không phải là ít. Nhanh chóng xếp hàng. Chỉ ít phút sau, đuôi chúng tôi lại giải thêm ra. Và nếu như mà đếm những người đang có mặt ở đây thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và tôi là người thứ 11. Tôi đến trước bạn 10 phút thôi. Chúng ta sẽ còn phải chờ lâu đấy. Vì phải hết những người đặt trước, sau đó thì đến những hàng bên trong cửa hàng, rồi mới đến bên ngoài kia, rồi mới đến lượt mình. Mỗi khách xếp hàng đều được nhân viên hỏi trước tên tuổi, loại máy mà mình cần mua, sau đó thì chờ đến lượt. Thì đến thời điểm hiện tại, mặc dù là chưa có ai ở hàng của chúng tôi được bước vào cửa hàng để xem những chiếc máy, tuy nhiên là có rất nhiều người đã bỏ cuộc. Và thật là may mắn là lúc này thì vị trí của tôi đang là vị trí thứ 5. Ở vị trí thứ 5 thì cũng phải mất 1 tiếng rưỡi nữa thì tên tôi cũng mới được xướng lên. Tôi được nhờ mua 2 chiếc iPhone 11. Với iPhone 11 Pro, giá công bố là 999 đô, nhưng tính cả thuế và phí quy ra tiền Việt, rơi vào khoảng 25,6 triệu đồng. Mức thuế 7,75% tại San Diego có lẽ vẫn còn rẻ hơn một số nơi, như New York chẳng hạn. Và theo như chia sẻ của những nhân viên bán hàng ở đây thì cứ mỗi một lần xếp hàng như vậy thì một người chỉ có thể mua được 1 chiếc iPhone như thế này thôi. Và nếu như bây giờ tôi muốn mua thêm 1 chiếc nữa thì tôi sẽ phải quay lại quá trình xếp hàng như vừa rồi một lần nữa. Và như vậy thì sẽ phải mất tới gần 2 tiếng nữa tôi mới lại có thể có được chiếc iPhone thứ 2 ở trên tay. Congratulations on your new phone! Đã 8 giờ tối, bên ngoài cửa kính vẫn còn một hàng người chờ mua, nhưng chắc ít ai đủ kiên nhẫn để nhận thêm câu chúc mừng thứ 2 một lần nữa.